Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4, sách cánh diều. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 4. Phần 1 lớn, trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số 5.105.207 viết là A. 5.105.207 B. 51.005.207 C. 5-1-5-0-2-0-7 D. 5 1 5, 0, 2, 7, 0. Số 5 triệu 105.207 có 3 lớp đó là lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị Bây giờ chúng ta lần lượt xét từng đáp án A. Số này có 5 triệu 105.207 Lớp triệu có 5 triệu này Lớp nghìn có 105.000 Lớp đơn vị 207 5 triệu 105.207 Như vậy đáp án A là đáp án đúng Chúng ta khoanh tròn chữ cái A Số đáp án B chúng ta thấy là ở chỗ này là 51 triệu phải không? 51 triệu thì chúng ta loại rồi. Đáp án C 5 triệu 150.000 mà ở đây là 105.000, như vậy là sai, cũng sai đúng không? Còn đáp án D cũng là 5 triệu 150.000 cũng là à là sai. Như vậy đáp án A là đúng. Câu 2, trong các dãy số sau đâu là dãy số lẻ? Đáp án A. Chúng ta thấy tận cùng của ba số có một số là số chẵn, phải không? Số lẻ là số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Ở đây có tận cùng là 6, 8. Như vậy dãy số này không là dãy số lẻ. B. Tận cùng của số đầu tiên là 3, số thứ hai là 5, số thứ ba là 7. À, dãy này chúng ta thấy là đều là là số lẻ hết, phải không? Bây giờ chúng ta xét tiếp C tận cùng là 8, 0, 2, 4. À, cái C này là dãy số chẵn D tận cùng là 0 5, 0, 5, À, như vậy có tận cùng là chữ số 0 là số chẵn rồi. Như vậy ta tìm được đáp án đúng là B.

gấp giá trị của chữ số 4 số lần là A 2 triệu lần B 200.000 lần C 20.000 lần D 2.000 lần. Đọc kỹ đầu bài. Chúng ta thấy trong cái số này thì giá trị của chữ số 8 Đấy. Chữ số 8 này chữ số 8 thuộc lớp triệu nhé bởi vì trong số này có hai chữ số 8 một chữ số 8 ở lớp nghìn và một chữ số 8 ở lớp triệu. Chữ số 8 chỉ 8 triệu. Gấp giá trị của chữ số 4. Ở đây chỉ có một chữ số 4. Số 4 này thuộc 40 000 à thuộc 4, 40, phải không? tức là 40. Gấp 8, gấp 4 bao nhiêu lần. Phải không? Như vậy muốn biết chữ số 8 thuộc 8 triệu và chữ số 4 thuộc 40 gấp bao nhiêu lần thì chúng ta chỉ việc lấy 8 triệu chia cho 40. 8 triệu chia 40. Chúng ta thấy số bị chia và số chia đều có chữ số 0 tận cùng. Ta cùng bỏ các chữ số 0 đi. Ta đếm ở số chia có 1 chữ số 0 thì số bị chia chúng ta cũng bỏ một chữ số 0. Như vậy ta còn 800.000 chia cho 4. Ta thực hiện chia từ trái sang phải. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, 8 chữ 8 bằng 0. Chúng ta đếm một số bị chia còn 1, 2, 3, 4, 5 chữ số 0. Thì ta hạ vào bên phải thương. Ta kết quả được 200.000. Như vậy 8 triệu gấp 40 200.000 lần. 200.000 lần. 200.000 lần, đó là đáp án B. Chúng mình khoanh tròn chữ cái B. Câu 4. Anh Nam sinh vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm cuối cùng của thế kỷ 20. Vậy anh sinh vào ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 31 tháng 12 năm 2000. B. Ngày 30, 30 tháng 12 năm 2000. C. Ngày 30 tháng 12 năm 1999. D. Ngày 31 tháng 12 năm 2001. Đọc kỹ đầu bài, chúng mình thấy là yêu cầu chúng mình tìm xem là anh Nam sinh vào ngày tháng năm nào. Anh sinh vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm cuối cùng của thế kỷ 20. Trong bốn cái năm này, bây giờ chúng mình xác định những năm đó, năm nào thuộc thế kỷ 20, sau đó chúng ta loại dần ngày tháng các con nhé. Đầu tiên là năm 2000. Năm 2000, muốn xác định cái năm này là thuộc thế kỷ nào, chúng ta tách hai số cuối. Hai số cuối là những số là những chữ số 0. Vậy thì năm đó là năm thuộc thế kỷ thứ 20. Đấy, năm thứ năm 2000 thứ hai cũng thế, đây là thuộc thế kỷ thứ 20. Năm 1999. Chúng ta cũng tách hai số cuối. Hai số cuối không phải là những chữ số 0 phải không? Thì ta cộng thêm 1. Như vậy 19 cộng 1 là 20. Như vậy năm 1999 cũng là thế kỷ 20. Và năm 2001 2001 ta cũng tách hai số cuối. Hai số cuối có lẻ chữ số 1 phải không? Ta lấy 20 cộng 1 là thế kỷ thứ 21. Năm 2001 là thế kỷ thứ 21 ta loại. Ta loại cái năm này Như vậy chỉ còn năm 2000 Và 1999 Vậy năm 2000 Là năm cuối cùng Của thế kỷ thứ 20 Ta tìm được năm rồi Ngày cuối cùng, tháng cuối cùng Tháng cuối cùng là tháng 12 Và ngày cuối cùng là ngày 31 Vì tháng 12 có 31 ngày Vậy ta tìm được Đáp án đúng là ngày 31 tháng 12 năm 2000 không trăm, à năm 2000 không? đó là ngày cuối cùng tháng cuối cùng năm cuối cùng ngày sinh của anh à, anh Nam phải không như vậy đó là đáp án A chúng mình khoanh tròn chữ cái A câu 5 một ô tô trong 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 45 km và trong 3 giờ sau đi được 150 km. Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được số km là A. 65 km, B. 48 km, C. 42 km, D. 46 km. Bài toán này là bài toán về tìm trung bình cộng của nhiều số. 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 45 km. Vậy đầu tiên chúng ta phải tính được xem 2 giờ đầu đi được bao nhiêu km? Sau đó chúng ta cộng với tổng số 150 km của 3 giờ sau. Tính được tổng số km rồi, chúng ta sẽ lấy tổng số km chia cho tổng số giờ. Ở đây là 2 giờ đầu và 3 giờ cuối, tức là 2 cộng 3 bằng 5 giờ. Đấy. Bước cuối cùng ta lấy tổng số giờ chia cho à, tổng số km chia cho tổng số giờ thì sẽ ra trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km. Trước tiên chúng ta tính 2 giờ à, 2 giờ đầu đi được bao nhiêu km. 2 giờ đầu 1 giờ đi được 45 km. 2 giờ chúng ta lấy 45 nhân với 2 bằng 90 km 3 giờ sau thì đi được 150 km Bây giờ chúng ta tính à trung bình mỗi giờ phải không? Trung bình 1 giờ 90 cộng 150 chia cho 5 và kết quả bằng 48 km. Như vậy trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được 48 km. A 65 km, B 48 km, C 42 km, D 46 km. Đáp án đúng là B. Câu 6. Lớp của Hà có 30 bạn. Năm ngoái, khi tổ chức đi dã ngoại, cả lớp đã đóng tất cả 750.000 đồng cho các suất ăn. Mỗi bạn một suất ăn Năm nay giá của mỗi suất ăn đã tăng thêm 3.000 đồng so với năm ngoái. Vậy nếu tổ chức đi dã ngoại thì tổng số tiền lớp của Hà phải đóng là A. 640.000 đồng. B. 250.000 đồng. C. 780.000 đồng. D. 840.000 đồng. Chúng ta biết là Lớp của bạn Hà có 30 bạn. Năm ngoái cả lớp đi dã ngoại thì số phải số tiền phải đóng để à, mỗi một suất ăn là 750.000. Mỗi bạn ăn một suất. Do giá cả năm nay tăng thì mỗi một suất ăn tăng thêm 3.000 đồng. Vậy nếu tổ chức đi dã ngoại năm nay thì tổng số tiền của lớp Hà phải đóng là bao nhiêu? Muốn biết năm nay lớp Hà đi dã ngoại tổng số tiền phải đóng là bao nhiêu? Thì chúng ta phải tính được là à cái số tiền một suất của năm ngoái đã đúng không? Đấy. Chỉ biết là tổng tiền là 750.000 cho 30 suất ăn. Vậy mỗi một suất ăn chúng ta phải lấy 750.000 chia cho 30. Đấy. Chúng ta lấy 750.000 chia cho 30. Một suốt Một suốt ăn năm ngoái Một suốt ăn năm ngoái là chúng ta sẽ lấy 750.000 Chia cho 30 bằng 25.000 đồng. Đấy, như vậy một suất ăn năm ngoái trị giá 25.000 đồng. Do giá cả tăng lên, phải không? Thì một suất ăn năm năm nay tăng lên mỗi một suất 3.000 đồng. Thì chúng ta phải lấy cái số giá cả năm cái số tiền xuất ăn năm ngoái chúng ta cộng với 3.000. Một xuất ăn năm nay 25.000 đồng cộng 3.000 bằng 28.000 đồng. Như vậy là mỗi một suất ăn năm nay là 28.000 đồng Vậy thì cả lớp là 30 bạn Thì bao nhiêu tiền Tổng số tiền lớp Hà phải đóng Chúng ta lấy 28.000 x 30 bằng 840.000 đồng. 840.000 đồng đó là đáp án nào? À, đó là đáp án D. lớn phần tự luận Câu 1 đặt tính rồi tính Ở câu 1 chúng ta có 4 phép tính Cộng, trừ, nhân, chia Số có nhiều chữ số Phép tính đầu tiên 254.954 Cộng 290.528 Cô đặt tính 254 000

mình thực hiện trừ từ phải sang trái. 3 trừ 0 bằng 3, viết 3. 6 không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 9 trừ 2 bằng 7, viết 7, hạ 2.

Chúng ta nhân tích riêng thứ nhất, 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. 4 x 3 bằng 12, viết 12. Tích riêng thứ hai, 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 3 x 3 bằng 9, viết 9. Chúng ta cộng tích chung. 0 hạ 0. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7 hạ 9. 315 x 34 bằng 9710. Phép tính cuối cùng, 6.355 chia cho 31 chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số, thì số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. 63 chia cho 31 được 2, viết 2. 2 nhân 1 bằng 2, 3 chữ 2 bằng 1. 3 x 2 bằng 6, 6 chữ 6 bằng 0. Hạ 5 được 15,

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống. A. 12 tấn 7 yến bằng chấm chấm kg. Chúng ta sẽ phải đổi hai đơn vị đo khối lượng là tấn và yến thành một đơn vị à, đo khối lượng là kg. Trước tiên ta đổi 12 tấn bằng bao nhiêu kg, sau đó cũng đổi 7 yến bằng bao nhiêu kg rồi chúng ta cộng lại. 12 tấn bằng 1 tấn thì bằng 1.000 kg vậy 12 tấn thì chúng ta sẽ lấy 1.000 nhân 2 à nhân 12 thì bằng 12.000 kg 7 yến bằng 1 yến thì bằng 10 kg 7 yến thì bằng 70 kg 12.000

3 dm vuông 80 cm vuông bằng chấm chấm cm vuông. Chúng ta sẽ đổi hai đơn vị đo diện tích là dm vuông và cm vuông thành một đơn vị là cm vuông. 3 dm vuông. Chúng ta đổi 3 dm vuông bằng bao nhiêu? 1 dm vuông thì bằng 100 cm vuông. Vậy 3 dm vuông ta lấy 100 x 3 bằng 300cm vuông. Chúng ta cộng với 80cm vuông nữa. Bằng 8, 0 x 0, 0 0, 0 8 bằng 8, hạ 3 bằng 380cm vuông. 3 dm vuông 80 cm vuông bằng 380 cm vuông. Tiếp tục. 9234 dm vuông bằng chấm chấm m vuông chấm chấm dm vuông. Đây chúng ta sẽ phải đổi hai đơn vị à một đơn vị đo diện tích thành hai đơn vị đo diện tích. Trước tiên chúng ta đổi 9.234 đề mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? 1 mét vuông bằng 100 đề xi mét vuông. 100 đề xi mét vuông bằng 1 mét vuông. Tức là 1, 1 đề mét vuông thì bằng 1 phần 100. Vậy 9.234 bằng bao nhiêu mét vuông? Phải không? Chúng ta sẽ lấy 9.234 chia cho 100.

92 này là mét vuông và 34 đề xi mét vuông. 92 mét vuông, 34 đề xi mét vuông. 5 phút 45 giây bằng chấm chấm giây chúng ta đổi hai đơn vị đo thời gian là phút và giây thành một đơn vị đo thời gian là giây trước tiên ta đổi 5 phút Bằng bao nhiêu giây 1 phút bằng 60 giây Vậy 5 phút thì chúng ta sẽ lấy 60 x 5 Bằng 300 giây 300 giây cộng với 45 giây 0 cộng 5 bằng 5 4 cộng 0 bằng 4 Hạ 3 bằng 345 giây. 5 phút 45 giây bằng 345 giây. Câu 3. Hình có hai góc nhọn, hai góc tù và hai cặp cạnh song song là Chúng ta quan sát hình A, B, C, D. A hình A, B hình B, c hình c d hình d trước tiên ta xét hình a hình xem có hai góc nhọn hai góc tù và hai cặp cạnh song song hay không đầu tiên chúng ta dùng eke để chúng ta kiểm tra xem các góc nhé góc đầu tiên à góc này là góc nhọn vì bé hơn góc vuông một góc nhọn Góc thứ hai, góc này là góc tù vì lớn hơn góc vuông. Một góc tù, hai góc tù. À, một góc nhọn nữa. Như vậy hình này, hình A này có hai góc nhọn, hai góc tù. Nhưng chúng ta thấy là chỉ có một cặp cạnh song song này thôi, phải không? Còn cặp cạnh này nó kéo dài ra nó sẽ cắt nhau. Chúng ta loại phương án A hình b chúng ta lại dùng eke để chúng ta kiểm tra xem hình này có bao nhiêu góc nhọn nào một góc nhọn Đấy, góc này bé hơn góc vuông một góc tù hai góc tù một góc nhọn nữa là hai như vậy là hình này cũng có hai góc nhọn và hai góc tù và chúng ta thấy là cặp cạnh này đấy, cặp cạnh này song song với nhau cặp cạnh này cũng song song với nhau như vậy ta tìm được hình b có hai góc nhọn và hai góc tù hai cặp cạnh song song đấy, cô giáo để đây đã nhé giờ đến hình c hình C nào chúng ta cũng lấy EK chúng ta kiểm tra một góc vuông nếu có một góc vuông thì chúng ta loại luôn đúng không đấy góc này là góc tù rồi một góc vuông một góc tù một góc nhọn một góc vuông nữa là hai như vậy đáp án C chúng ta loại phải không vì không đúng như yêu cầu là hai góc nhọn hai góc tù và chúng ta thấy chỉ có một cặp cạnh song song thôi. Đó. Còn cặp cạnh này kéo dài mãi thì sẽ cắt nhau. C chúng ta loại. Còn đáp án D cũng vậy, chúng ta thấy có chỉ có một cặp cạnh song song thì chúng ta đã loại rồi. Như vậy ta tìm được đáp án đúng là B. B hình B. Câu 4. Điền vào chỗ trống. Phạm Vũ Lão là một danh tướng thời Trần. Ông sinh năm 1235, thuộc thế kỷ... chấm chấm. Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông được tổ chức vào năm 2020, thuộc thế kỷ... chấm chấm. Vậy danh tướng Phạm Ngũ Lão mất năm chấm chấm thuộc thế kỷ chấm chấm. Phạm Ngũ Lão là một danh tướng thời Trần, ông sinh năm 1235 thuộc thế kỷ nào? năm 1235 1235 Muốn xác định năm này thuộc thế kỷ nào chúng ta tách hai số cuối. Hai số cuối không phải là những là số 0 phải không? Thì ta cộng 1 vào 12. 12 cộng 1 là thế kỷ thứ 13. Ông sinh năm 1235 thuộc thế kỷ 13. Thế kỷ chúng ta viết số La Mã. Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông được tổ chức vào năm 2020 thuộc thế kỷ bao nhiêu? Năm 2020 thì làm lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông. Vậy thì chúng ta xác định được cái năm 2020 thuộc thế kỷ nào đã nhá? Năm 2000 thuộc thế kỷ nào? Ta tách hai số cuối. Hai số cuối là năm 20, không phải là những à, là những chữ số 0. Ta lấy 20 cộng 1 là thuộc thế kỷ thứ 21. Năm 2020 thuộc thế kỷ 21 là thế kỷ chúng ta đang sống bây giờ đấy cách đây 2 năm vậy danh tướng phạm ngũ lão mất năm chấm chấm thuộc thế kỷ bao nhiêu đấy. muốn biết à, phạm ngũ lão mất năm nào thì chúng ta sẽ lấy cái năm tổ chức kỷ niệm 700 năm ấy là năm 2020 trừ đi 700 2020 Chúng ta trừ 700 thì sẽ ra năm mất của Phạm Ngũ Lão. 0 trừ 0 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2, 10 trừ 7 bằng 3. Nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1. Như vậy Phạm Ngũ Lão mất năm 1320. Năm 1320. Năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu? chúng ta lại tách hai số cuối. 13 cộng 1 là 14. Thế kỷ thứ 14. Thuộc thế năm 1320 thuộc thế kỷ thứ 14. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 5. Trung bình tuổi của chị và tuổi của em là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Bài toán cho chúng ta biết trung bình cộng tuổi của chị và em là 18 tuổi. Em cả kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Chúng ta xác định đây là bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Ở bài này đâu là tổng và đâu là hiệu? Em kém chị 8 tuổi. À đây là hiệu, là hiệu tức là lấy tuổi chị trừ tuổi em thì bằng 8. Còn đâu là tổng? À chúng ta dựa vào trung bình cộng tuổi của chị và em là 18. Thì chúng ta tính được tổng tuổi, phải không? Ta tính ngược lại. Tuổi chị và tuổi em hai người. Thì ta sẽ lấy trung bình tuổi chị và tuổi em. Chúng ta nhân với hai thì sẽ ra tổng số tuổi của hai chị em. Biết tổng, biết hiệu bây giờ chúng ta tính tuổi chị và tuổi em vì tuổi chị hơn tuổi em vậy thì tuổi chị là số lớn còn tuổi em là số bé đầu tiên chúng ta tính tổng số tuổi của chị và em 18 x 2 bằng 36 tuổi. Sau đó chúng ta tính tuổi của chị, hoặc là chúng ta tính tuổi của em trước cũng được. Phải không? Tuổi của chị chúng ta dựa vào công thức tìm số lớn tổng cộng hiệu chia 2. Tuổi chị. Tổng ở đây là 18 à là 36 cộng hiệu 8 chia cho 2 36 cộng 8 bằng 44 44 chia cho 2 bằng 22 tuổi Chị 22 tuổi, bây giờ chúng ta tính tuổi em. Tuổi em chúng ta lấy tổng trừ hiệu chia cho 2 cũng được. Đấy hoặc là chúng ta sẽ lấy tổng số tuổi của hai chị em trừ đi tuổi của à, của chị thì sẽ ra tuổi của em hoặc là lấy tuổi của chị trừ đi số kém hơn 22 trừ 8 cũng thế phải không? Bây giờ cô giáo lấy tổng số tuổi hai chị em là 36 trừ 22 bằng 14 tuổi. Như vậy tuổi chị là 22, tuổi em là 14. Và sau đây là lời giải của cô giáo. Tổng số tuổi của chị và em là 18 x 2 bằng 36 tuổi. Tuổi của chị là mở ngoặc 36 cộng 8 đóng ngoặc chia 2 bằng 22 tuổi. Tuổi của em là 36 trừ 22 bằng 14 tuổi. Đáp số chị 22 tuổi, em 14 tuổi. Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện. A. 15.800 cộng mở ngoặc 4.200 cộng 7.260 đóng ngoặc cộng 2.740. Bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện nhất quan sát biểu thức thì chúng ta thấy à, biểu thức này có dấu ngoặc đơn thông thường thì chúng ta sẽ tính trong ngoặc đơn trước nhưng bài toán yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện Đấy. và ở đây các phép tính đều là phép tính cộng cho nên chúng ta áp dụng tính chất giao hoán tính chất kết hợp của phép cộng để chúng ta nhóm các số có à, tổng là số tròn trăm tròn nghìn à, với nhau

cộng với 4200 đóng ngoặc cộng với mở ngoặc 7260 cộng 2740 15.800 cộng 4.200 800 cộng 200

1.000 cộng 7.000 bằng 8.000 8.000 cộng 2.000 bằng 10.000 20.000 cộng 10.000 bằng 30.000 Câu B 123 x 97 cộng 2 x 123 cộng 123. Biểu thức này có phép nhân và phép cộng. Và chúng ta thấy có 3 cái thừa số 123 Đấy, ở 3 vế. Vậy thì chúng ta sẽ đưa về dạng một gì? À một số nhân với một tổng. 123 nhân với 97. 2 nhân 123. Tính chất giao hoán của phép nhân chúng ta sẽ đổi chỗ hai vị trí của cái À thừa số này, chúng ta sẽ đưa 123 nhân với 2. Còn 123 dựa vào tính chất của phép nhân, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó, ta sẽ lấy 123 nhân với 1 bằng 123 nhân 97 chúng ta giữ nguyên. Cộng với chỗ này chúng ta đổi chỗ hai thừa số, 123 nhân 2 cộng với 123 nhân 1. Bằng. Ở đây chúng ta thấy có 3 vế, 1 vế này, 2 vế, 3 vế. 3 vế đều có thừa số 123. Chúng ta đưa về dạng một số nhân với một tổng. Một số là 123 nhân với Vế thứ nhất ở đây chúng ta có 97 cộng vế thứ hai là 2 cộng vế thứ ba là còn thừa số 1 bằng 123 nhân với 97 cộng 2 cộng 1 bằng 100. Nhân một số với 100 ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó. Kết quả bằng 12.000. 300. Bài thi cuối học kỳ 1 môn toán lớp 4 sách cánh diều, đến đây là hết rồi. Cô chào các con.